Con xin kính chào quý thầy cô, con tên là Trần Tuệ Minh, con học đàn tranh trung cấp 2/4. Hôm nay con xin thi bài Lưu Thủy Kim Tiền, nhạc thính phòng miền Trung. Và tiếp theo sau đây, con xin thi bài Hoa Chăm Ba, nhạc Lào. Con xin cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe phần trình bày của con. Con chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.